Thưa quý vị và các bạn, tuy đã được thông báo là những người ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam vùng có dịch hạn chế về tỉnh chỉ về trong trường hợp khẩn cấp, song vẫn có nhiều người về Hưng Yên, thậm chí có người còn có tư tưởng chủ quan, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, hoặc thuộc đối tượng phải cách ly ở nhà nhưng lại đi ra ngoài, dễ gây lây lan nguồn bệnh cho cộng đồng. Ngày 10 tháng 7, tỉnh Hưng Yên ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 sau 3 lần test nhanh, quê ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, là lái xe trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đang nói trường hợp này khai báo y tế không trung thực, công tác quản lý của địa phương cũng chưa thực sự chặt chẽ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân xã Đồng Than có quyết định về việc cách ly y tế tại nhà đối với anh Hát. Tuy nhiên, khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 7, anh Hát đã tự đi đến phòng khám đa khoa Việt Nhật trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào để khám bệnh. Tại đây, anh Hát không khai lịch trình tiếp xúc trên, tuy nhiên qua 3 lần test nhanh, kết quả đều đã cho dương tính với SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thị xã Mỹ Hào, đã có 82 người liên quan đến trường hợp này. Trước đó ngày 7 tháng 7, một cặp vợ chồng ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khi trở về địa phương cũng không khai báo y tế. Theo đó, ngày 7 tháng 7, vợ chồng này dự đám tang ông nội ở thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Sau đó, đến chiều ngày 8 tháng 7 năm 2021, rời khỏi địa phương và ra sân bay, bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại địa phương chúng tôi là cũng đang tiếp tục tích cực theo dõi và quán triệt với nhân dân, khuyến cáo nhân dân là động viên những người nào con em ở xa quê, đặc biệt là ở miền Nam và những người ở khu vùng dịch, hạn chế thấp nhất khi về địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động hiện có 5 trường hợp trong cùng một gia đình ở thôn Cốc Ngang trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7 tháng 7. Ủy ban nhân dân xã Phạm Ngũ Lão đã triển khai công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Yêu cầu tất cả các gia đình mà có con em ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Nam và các tỉnh có dịch là không về địa phương trong thời điểm hiện tại, cũng như đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân là không đi đến những nơi có dịch và cũng như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Thì đến nay trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão vẫn cứ kiểm soát và an toàn công tác phòng chống dịch. Gia đình chúng tôi từ Thành phố Hồ Chí Minh về xã Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà theo chỉ thị chống dịch của tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung. Tại thị trấn Khoai Châu, có 6 lái xe đường dài Bắc Nam trở về địa phương. Đa số các lái xe đều có ý thức chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh. Em là lái xe đường dài theo chỉ đạo của tỉnh. Thì trước khi về địa phương thì em đã có điện về cho cơ sở y tế của thị trấn Khoai Châu. Đấy thì được thị trấn là chỉ đạo là cách ly tại nhà. Hiện tại thì thời điểm dịch là rất là phức tạp. Đấy thì là bản thân em cũng là một lái xe thì là khuyên anh em là ở cái thời điểm này thì hạn chế đi lại, sau này để tình hình dịch lắng xuống và chúng ta lại đi làm tiếp. Chứ thời điểm này anh em mình đi ra ngoài là rất là nguy hiểm.